Lại nữa, này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Thế nào là Đại Bồ Tát? Khái niệm sắc là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thọ tưởng hành thức thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc vô thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thọ tưởng hành thức vô thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc là vui là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thọ tưởng hành thức là vui là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc là khổ là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thọ tưởng hành thức là khổ là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc là ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thọ tưởng hành thức là ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc là vô ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thọ tưởng hành thức là vô ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc là tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thọ tưởng hành thức là tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc là bất tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thọ tưởng hành thức là bất tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc là không là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thọ tưởng hành thức là không là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc là bất không là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thọ tưởng hành thức là bất không là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc là hữu tướng là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thọ tưởng hành thức là hữu tướng là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc là vô tướng là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thọ tưởng hành thức là vô tướng là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc là hữu nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thọ tưởng hành thức là hữu nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc là vô nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thọ tưởng hành thức là vô nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc là tịnh tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thọ tưởng hành thức là tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc là bất tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thọ tưởng hành thức là bất tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc là viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thọ tưởng hành thức là viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc là bất viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thọ tưởng hành thức là bất viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc là tạp nhiễm là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thọ tưởng hành thức là tạp nhiễm là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc là thanh tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thọ tưởng hành thức là thanh tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc là xanh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thọ tưởng hành thức là xanh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc là diệt là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thọ tưởng hành thức là diệt là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lại nữa, này Thiện Hiện, theo ý ông thế nào là Đại Bồ Tát? Khái niệm về nhãn xứ là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhãn xứ thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhãn xứ vô thường là Đại Bồ Tát phải không?
Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhĩ tĩ thể thân ý xứ vô thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhãn xứ là vui là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhĩ tĩ thể thân ý xứ là vui là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhãn xứ là khổ là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhĩ tĩ thể thân ý xứ là khổ là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhãn xứ là ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhĩ tĩ thể thân ý xứ là ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhãn xứ là vô ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhĩ tĩ thể thân ý xứ là vô ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhãn xứ là thanh tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhĩ tĩ thể thân ý xứ thanh tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhãn xứ bất tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhĩ tĩ thể thân ý xứ bất tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhãn xứ là không là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhĩ tĩ thể thân ý xứ là không là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhãn xứ là bất không là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhĩ tĩ thể thân ý xứ là bất không là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhãn xứ là hữu tướng là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhĩ tĩ thể thân ý xứ là hữu tướng là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhãn xứ là vô tướng là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhĩ tĩ thể thân ý xứ là vô tướng là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhãn xứ là hữu nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhĩ tĩ thể thân ý xứ là hữu nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhãn xứ là vô nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhĩ tĩ thể thân ý xứ là vô nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhãn xứ tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhĩ tĩ thể thân ý xứ tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhãn xứ bất tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhĩ tĩ thể thân ý xứ bất tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhãn xứ là viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhĩ tĩ thể thân ý xứ là viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhãn xứ bất viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhĩ tĩ thể thân ý xứ bất viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhãn xứ tạp nhiễm là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhĩ tĩ thể thân ý xứ tạp nhiễm là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhãn xứ thanh tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhĩ tĩ thể thân ý xứ thanh tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhãn xứ là sanh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhĩ tĩ thể thân ý xứ là sanh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhãn xứ là diệt là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhĩ tĩ thể thân ý xứ là diệt là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lại nữa, này thiện hiện, theo ý ông thế nào là Đại Bồ Tát? Khái niệm về sắc xứ là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc xứ thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thanh hương vị xúc pháp xứ thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc xứ vô thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thanh hương vị xúc pháp xứ vô thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không?
Khái niệm sắc xứ là vui là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thanh hương vị xúc pháp xứ là vui là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc xứ là khổ là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thanh hương vị xúc pháp xứ là khổ là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc xứ là ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thanh hương vị xúc pháp xứ là ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc xứ là vô ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thanh hương vị xúc pháp xứ là vô ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc xứ là tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thanh hương vị xúc pháp xứ là tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc xứ là bất tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thanh hương vị xúc pháp xứ là bất tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc xứ là không là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thanh hương vị xúc pháp xứ là không là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc xứ là bất không là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thanh hương vị xúc pháp xứ là bất không là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc xứ là hữu tướng là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thanh hương vị xúc pháp xứ là hữu tướng là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc xứ là vô tướng là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thanh hương vị xúc pháp xứ là vô tướng là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc xứ là hữu nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thanh hương vị xúc pháp xứ là hữu nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc xứ là vô nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thanh hương vị xúc pháp xứ là vô nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc xứ là tịch tịch là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thanh hương vị xúc pháp xứ là tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc xứ là bất tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thanh hương vị xúc pháp xứ là bất tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc xứ là viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thanh hương vị xúc pháp xứ là viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc xứ là bất viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thanh hương vị xúc pháp xứ là bất viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc xứ là tạp nhiễm là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thanh hương vị xúc pháp xứ là tạp nhiễm là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc xứ là thanh tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thanh hương vị xúc pháp xứ là thanh tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc xứ là xanh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thanh hương vị xúc pháp xứ là xanh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm sắc xứ là diệt là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm thanh hương vị xúc pháp xứ là diệt là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lại nữa, này thiện hiện, theo ý ông thế nào là Đại Bồ Tát? Khái niệm về nhãn giới là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhãn giới là thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm nhãn giới là vô thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vô thường là Đại Bồ Tát phải không?
Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm nhãn giới là vui, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về sắc giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vui, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm nhãn giới là khổ, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là khổ, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm nhãn giới là ngã, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là ngã, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm nhãn giới là vô ngã, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vô ngã, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm nhãn giới là tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm nhãn giới là bất tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là bất tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm nhãn giới là không, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm nhãn giới là bất không, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là bất không, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm nhãn giới là hữu tướng, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là hữu tướng, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm nhãn giới là vô tướng, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vô tướng, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm nhãn giới là hữu nguyện, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là hữu nguyện, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm nhãn giới là vô nguyện, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vô nguyện, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhãn giới là tịch tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là tịch tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhãn giới là bất tịch tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là bất tịch tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhãn giới là viễn ly, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là viễn ly, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhãn giới là bất viễn ly, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là bất viễn ly, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhãn giới là tạp nhiễm, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là tạp nhiễm, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhãn giới là thanh tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là thanh tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhãn giới là sanh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là sanh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhãn giới là diệt, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là diệt, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không.
Lại nữa, này thiện hiện, theo ý ông thế nào là Đại Bồ Tát? Khái niệm về nhĩ giới là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhĩ giới là thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhĩ giới là vô thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là vô thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhĩ giới là vui là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là vui là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhĩ giới là khổ là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là khổ là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhĩ giới là ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhĩ giới là vô ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là vô ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhĩ giới là tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhĩ giới là bất tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là bất tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhĩ giới là không là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhĩ giới là bất không là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là bất không là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhĩ giới là hữu tướng là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là hữu tướng là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhĩ giới là vô tướng là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là vô tướng là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhĩ giới là hữu nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là hữu nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhĩ giới là vô nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là vô nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhĩ giới là tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhĩ giới là bất tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là bất tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhĩ giới là viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhĩ giới là bất viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là bất viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhĩ giới là tạp nhiễm là Đại Bồ Tát phải không?
Bạch Thế Tôn, không, khái niệm về thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là tạp nhiễm, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhĩ giới là thanh tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là thanh tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhĩ giới là sanh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là sanh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về nhĩ giới là diệt, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là diệt, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, này thiện hiện, theo ý ông, thế nào là Đại Bồ Tát? Khái niệm về tỷ giới là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về tỷ giới là thường, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là thường, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về tỷ giới là vô thường, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vô thường, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về tỷ giới là vui, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vui, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về tỷ giới là khổ, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là khổ, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về tỷ giới là ngã, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là ngã, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về tỷ giới là vô ngã, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vô ngã, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về tỷ giới là tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về tỷ giới là bất tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là bất tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về tỷ giới là không, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về tỷ giới là bất không, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là bất không, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về tỷ giới là hữu tướng, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là hữu tướng, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về tỷ giới là vô tướng, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vô tướng, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về tỷ giới là hữu nguyện, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là hữu nguyện, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về tỷ giới là vô nguyện, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vô nguyện, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về tỷ giới là tịch tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là tịch tịnh, là Đại Bồ Tát phải không?
Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về tý giới là bất tịch tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hương giới cho đến các thọ do tý xúc làm duyên sinh ra là bất tịch tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về tý giới là viễn ly, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hương giới cho đến các thọ do tý xúc làm duyên sinh ra là viễn ly, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về tý giới là bất viễn ly, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hương giới cho đến các thọ do tý xúc làm duyên sinh ra là bất viễn ly, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về tý giới là tạp nhiễm, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hương giới cho đến các thọ do tý xúc làm duyên sinh ra là tạp nhiễm, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về tý giới là thanh tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hương giới cho đến các thọ do tý xúc làm duyên sinh ra là thanh tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về tý giới là sanh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hương giới cho đến các thọ do tý xúc làm duyên sinh ra là sanh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về tý giới là diệt, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hương giới cho đến các thọ do tý xúc làm duyên sinh ra là diệt, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lại nữa, này thiện hiện, theo ý ông, thế nào là Đại Bồ Tát? Khái niệm về thiệt giới là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thiệt giới là thường, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là thường, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thiệt giới là vô thường, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là vô thường, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thiệt giới là vui, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là vui, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thiệt giới là khổ, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là khổ, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thiệt giới là ngã, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là ngã, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thiệt giới là vô ngã, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là vô ngã, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thiệt giới là tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thiệt giới là bất tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là bất tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thiệt giới là không, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thiệt giới là bất không, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là bất không, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thiệt giới là hữu tướng, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là hữu tướng, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thiệt giới là vô tướng, là Đại Bồ Tát phải không?
Bạch Thế Tôn, không, khái niệm về vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là vô tướng, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thiệt giới là hữu nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là hữu nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thiệt giới là vô nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là vô nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thiệt giới là tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thiệt giới là bất tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là bất tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thiệt giới là viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thiệt giới là bất viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là bất viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thiệt giới là tạp nhiễm là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là tạp nhiễm là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thiệt giới là thanh tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là thanh tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thiệt giới là sanh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là sanh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thiệt giới là diệt là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là diệt là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, này thiện hiện, theo ý ông thế nào là Đại Bồ Tát? Khái niệm về thân giới là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thân giới là thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thân giới là vô thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là vô thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thân giới là vui là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là vui là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thân giới là khổ là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là khổ là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thân giới là ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thân giới là vô ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là vô ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thân giới là tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thân giới là bất tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là bất tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thân giới là không là Đại Bồ Tát phải không?
Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không? Là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thân giới là bất không? Là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là bất không? Là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thân giới là hữu tướng, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là hữu tướng, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thân giới là vô tướng, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là vô tướng, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thân giới là hữu nguyện, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là hữu nguyện, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thân giới là vô nguyện, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là vô nguyện, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thân giới là tịch tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là tịch tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thân giới là bất tịch tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là bất tịch tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thân giới là viễn ly, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là viễn ly, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thân giới là bất viễn ly, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là bất viễn ly, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thân giới là tạp nhiễm, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra tạp nhiễm, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thân giới là thanh tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là thanh tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thân giới là sanh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là sanh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thân giới là diệt, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là diệt, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lại nữa, này thiện hiện, theo ý ông, thế nào là Đại Bồ Tát? Khái niệm về ý giới là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về ý giới là thường, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là thường, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về ý giới là vô thường, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vô thường, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về ý giới là vui, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vui, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về ý giới là khổ, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là khổ, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về ý giới là ngã, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là ngã, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không?
Khái niệm về ý giới là vô ngã, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra là vô ngã, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về ý giới là tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra là tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về ý giới là bất tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra là bất tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về ý giới là không, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về ý giới là bất không, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là bất không, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về ý giới là hữu tướng, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là hữu tướng, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về ý giới là vô tướng, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vô tướng, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về ý giới là hữu nguyện, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là hữu nguyện, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về ý giới là vô nguyện, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vô nguyện, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về ý giới là tịch tịch, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra là tịch tịch, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về ý giới là bất tịch tịch, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra là bất tịch tịch, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về ý giới là viễn ly, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là viễn ly, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về ý giới là bất viễn ly, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là bất viễn ly, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về ý giới là tạp nhiễm, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tạp nhiễm, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về ý giới là thanh tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là thanh tịnh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về ý giới là sanh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là sanh, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về ý giới là diệt, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là diệt, là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Hết quyển thứ 407.